nọ, rẽ bên kia là tình huống khá phổ biến khi tham gia giao thông. Rất nhiều lần chúng tôi đã cảnh báo tình trạng này, thế nhưng sự việc vẫn liên tiếp tái diễn. Đoạn clip dài gần 30 giây ghi lại hình ảnh chiếc xe ô tô màu trắng đang di chuyển trên đường thì bất ngờ rẽ trái. Cùng lúc này, một nam thanh niên đi xe máy bất ngờ lao tới, do không xử lý kịp tình huống đã ngã sóng xoài xuống mặt đường. May mắn là nam thanh niên đã đứng lên được và chỉ trầy sức nhẹ. Điều đáng trách là xe ô tô có dấu hiệu rẽ trái nhưng lại báo hiệu xi nhan rẽ phải, và nam thanh niên đi xe máy lại không đội mũ bảo hiểm. Đây, cái trường hợp này thì có lẽ là nhiều người cũng nhìn thấy, đặc biệt là với những chị em phụ nữ, nhiều khi lo lái xe mà bận nghĩ tới cái chuyện đi đón con, rồi chiều nay không biết ông chồng về sớm không ta, rồi nấu cái gì cháu ăn đây ta, đó sự không là có đi. Có một cái nhân vật mà nó được giới giang hồ giới giang hồ đồn đại là một ninja ninja mà thường lại hay chạy chiếc lít nữa, ninja lít đó, là em coi nó giống như là đặc sản luôn, như trong tình huống vừa rồi là để xi nhan trái quẹo phải và để xi nhan chạy phải quẹo trái, còn nhiều chị là bất chấp là leo lề đánh ngược vào một bên nữa. Rồi em thấy cái đó là sai, nhưng mà có những chị tâm lý rất là vững là mình bắt lỗi chị chửi lại mình. Tâm lý rất là vững. Tâm lý chị vững lắm. Cúp đầu xe là chuyện bình thường, ngay một cái ngã ba hay ngã tư nào đó phải không, là một cái người như vậy cũng đầu trùm mặt trùm kính mít này kia vậy đó, từ trong con hẻm lao ra hoặc là đang đi cùng chiều mình cúp ngang đầu quay ngược đầu xe lại, làm cho những cái người đang đi trên đường theo cái chiều thuận á, họ rất là sợ bị hãi khớp, bị giật mình có khi là té xe luôn, cho nên là mới có cái danh từ gọi là ninja lit, là gần như là hung thần đường phố đó. Tại thực sự á, là khi mà mình đi xe máy á, thì cái chuyện mà cúp đầu xe mình control nó dễ hơn. Chứ mà nếu như mà anh đi xe hơi, anh có thể biết rõ nhất là bị xe hơi mà bị tạt, xe máy tạt ngang đầu là quá anh nhiều. Bị rồi, em cũng dừng ngay ngã tư vậy nè. Rồi sau khi vừa mới đèn xanh, mình vừa mới nhóm ga mình chạy đi, thì một chị như vậy đó, đậu đâu bên hông mình có biết đâu, tự nhiên rú ngang, cúp ngang đầu xe anh vậy nè. Đúng cái luật á, là bao giờ những cái chiều xe đi thẳng cũng phải được ưu tiên. Ưu tiên chứ. Đó, thì chị ấy hồn nhiên cúp ngang đầu, anh làm một cái rầm liền, không thể nào thắng kịp, rồi xuống gây với anh mà nói rằng tôi có xi nhan em. Mà trời ơi, không lẽ bây giờ anh mình là nghệ sĩ, không lẽ mình ngoài đường mình gây lộn tay đôi thì nó kỳ. Cho qua luôn chứ sao, thì cho qua chứ sao, giờ mà rõ ràng sai. Xi nhan là một chuyện nhưng mà chị phải nhường xe đi thẳng. Ở đây em cũng muốn nhắn với mọi người là thật sự học luật cũng đã có rồi, tại vì đây xi nhan là để xin đường chứ không phải để lấy đường. Chứ không phải xi nhan cướp đường, xi nhan đâu phải để cướp đường đâu, tự nhiên nhấn xi nhan là bắt buộc người ta phải đưa đường cho đi. Mà làm sao mình biết, làm sao mình thấy, đó là những cái sự thiếu ý thức trong cái lưu thông trên đường phố, hay nói đúng hơn á là hoàn toàn không biết luật. Không biết hồi đó đi thi lấy bằng lái xe sao đậu được á. Trong tình huống vừa rồi là cái nạn nhân cũng có phần sai là do không đội mũ bảo hiểm. Đúng rồi, không đội mũ bảo hiểm á, có nhiều người họ xem cái chuyện đó nó không có quan trọng đâu em. Họ nghĩ rằng ơi trời ơi, tôi chạy ra đây chút xíu khó đó mà chịu, khó chịu hư kiểu tóc nó ngứa đúng không, cho nên là không đội. Nếu như những ai đây đi qua những cái nước văn minh, những nước hiện đại phát triển kia, sẽ thấy rằng là tất cả những cái phương tiện xe mô tô, xe gắn máy đi ngoài đường đều phải đội nón bảo hiểm. Mà thực sự là thậm chí là họ phải đội nón full face hoặc là 3/4 luôn để bảo vệ cho cái đầu của họ là an toàn nhất có thể. Với là cái đó là cái mà để tốt cho mình thôi chứ đâu phải tốt cho người ta. Đó là để tránh trường hợp mình bị đụng, chứ đâu ai đời ra đường mới muốn mình bị đụng bao giờ. Tại vì ai có nghĩ rằng cái chuyện đụng xe là chuyện của thiên hạ chứ không phải chuyện của tôi. Tôi chạy xe dữ lắm, không bao giờ tôi bị đụng đâu.